Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng bao gồm 6 đơn vị trực thuộc với tổng số gần 33.000 hội viên. Trong năm học 2012-2013, cùng với Đoàn Đại học Đà Nẵng, Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học với chủ đề Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng xây dựng văn hóa học đường, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10. Điển hình là tham gia tích cực vào cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 123 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch. Hội sinh viên các đơn vị trực thuộc cũng đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch tại Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hội còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chương trình hành quân trò chơi lớn tìm địa chỉ đỏ năm 2013 với chủ đề theo dấu chân người tại Bảo tàng Quân khu 5 và xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Ở các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên toàn quốc lần thứ 9, Hội sinh viên đã tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam, tuyên dương danh hiệu sinh viên năm tốt các cấp, giải thưởng sao tháng giêng cấp trung ương. Những giải thưởng danh hiệu là sự ghi nhận to lớn cho đóng góp của các hội viên. Điểm nhấn trong các hoạt động của Hội sinh viên trong năm qua là tổ chức thành công cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Đại học Đà Nẵng UD Got Talent lần thứ nhất. Cuộc thi đã thu hút hơn 300 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng trong toàn thành phố với gần 100 tiết mục dự thi. Giải quốc quân UD Got Talent năm nay đã thuộc về nhóm Song Vũ, đơn vị Trường Đại học Kinh tế với tiết mục múa, mộng họa. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn gửi một thông điệp đến các bạn sinh viên Đại học Đà Nẵng và sinh viên trên thành phố là hãy cùng nhau xây dựng hình ảnh một thế hệ sinh viên tài năng, nhạy bén, tự tin và sáng tạo. Vào tháng 5 năm 2013, Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng đã tham gia hành trình tự hào biển đảo Việt tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi với nhiều hoạt động phong phú như khởi công xây dựng công trình cột cờ Tổ quốc tại biển đảo Lý Sơn, tham gia triển lãm khoa học và công nghệ sinh viên năm 2013 ứng dụng cho cuộc sống trên biển đảo, triển lãm ảnh về biển đảo Tổ quốc, tham quan bảo tàng trưng bày Hải đội Hoàng Sa tại Bắc Hải, giao lưu với các ngư dân trên đảo Lý Sơn và một số hoạt động bên lề khác. Hội viên hội sinh viên cũng đạt được nhiều thành tích trong các phong trào học tập và nghiên cứu khoa học. Trong hội thi sinh viên với văn hóa đọc sách, hơn 300 đoàn viên thanh niên đã tham gia giới thiệu các đầu sách của nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông với các chủ đề về biển đảo, lịch sử Việt Nam, danh nhân văn hóa. Bên cạnh đó, hội sinh viên cũng phát động cuộc thi thiết kế bìa sách với chủ đề Khát vọng tuổi trẻ nhằm tôn vinh văn hóa đọc trong giới học sinh sinh viên. Trong các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, hội sinh viên đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng chung tay xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, ra quân xóa bảng quảng cáo, dọn vệ sinh khu vực trường học, ký túc xá và trên các trục đường chính, đạp xe tuần hành. Hoạt động này nằm trong chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012, hòa chung phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố. Các hoạt động tình nguyện khác như giữ gìn vệ sinh trường học, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện cũng được hội viên hội sinh viên hưởng ứng mạnh mẽ. Sự khởi sắc của công tác hội và phong trào đoàn thể trong năm học qua đã đánh dấu một bước phát triển mới của Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng. Với những gì đã đạt được, hội sinh viên xứng đáng là ngọn cờ đầu và sẽ dẫn dắt phong trào sinh viên tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Tới những chân trời mới, biết cầu phúc biết bao tươi đẹp. Tới những công trình mới, dệt nên những ước mơ cho đời.